Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại gặp các bạn trên tbsdesign.com. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn về cái phần drop down menu của Yamla. Thì đối với cái vấn đề này thì cũng rất là nhiều bạn quan tâm. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn ha. Thì các bạn xem demo trước. Thì đây, cái màu nó hơi chói chang xíu đây. Tôi muốn giới thiệu cho tôi hướng dẫn cho các bạn làm cái drop down menu như thế này. Đấy. Thì để bắt đầu thì chúng ta sẽ có ba tôi trong cái suộc tôi đưa cho các bạn sẽ có ba file. Nó sẽ bao gồm sẽ là file JS trong file TS file test này. Các bạn chỉ copy nó và bỏ vào header và sau đó là chúng ta sẽ có thêm file là TPS dropdown menu CSS và file index.php. Thì file này các bạn có sẵn trong cái template các bạn đã có rồi. Thì bây giờ chúng ta bắt tay vào làm ha. Thì để mà làm thì chúng ta sẽ cho nó về lại ban đầu cái đó. Tôi reset lại. Ok, thì nó sẽ ra như thế này. Nó sẽ ngang ngang và bây giờ chúng ta sẽ tùy chỉnh qua ngoài my menu cái đó. Ta bỏ mấy cái phần này đi. Delete đi. Rồi, tôi ví dụ ha. Tôi sẽ thêm mới menu. Tôi ví dụ như ở cái com mà com du lịch của tôi đi. Thì tôi sẽ thêm vào ví dụ như là trong đây nó sẽ có cái phần tourist nha. Tôi sẽ thêm vào phần tôi thêm đại cái gì cũng được. Tôi cho nó vào đặt tour. Thì tôi đặt tên là box. Rồi. Apply. Save đi. Rồi tiếp theo các bạn thêm cũng tương tự thêm nhiều à default tiếp hotel từ đây là tôi làm ví dụ thôi. Tôi quên chọn nó làm đặt tour là cha rồi. Ok, rồi, các bạn làm tương tự nhiều menu thôi. Này tôi copy ra luôn cho nhanh. Đang bị bệnh rồi nói không có rõ, các bạn nghe tập trung làm theo tôi. Rồi ok, ta có bốn cái menu con trong cái menu cha là đặt tour. Nên ta ra ngoài trang chủ tôi reset đi. Ok rồi tiếp tục. Bây giờ ta sẽ tùy chỉnh trong cái mod menu ha. Ta làm cái mod menu cho nó giống tất cả những cái module mod menu. Thì chỗ này ha, chỗ này ta đặt là menu class surface là TPS. Các bạn có thể không làm TPS, các bạn có thể thêm là một cái từ bất kỳ nào cũng được, nhưng mà các bạn phải tùy chỉnh lại ở trong cái file CSS này menu TPS này. Đấy, các bạn có thể thêm nhưng mà thêm bất cứ thứ gì các bạn là của riêng các bạn. Ở đây có menu class surface là TPS ha. Module class surface là TPS. Các bạn có thể thêm những chữ khác không được. Nhưng mà theo tôi thì tôi đã làm lên gì rồi thì các bạn cứ giữ nguyên gì các bạn sử dụng thôi. Không cần phải đổi làm cái gì mất công phiền phức, đâm ba lỗi nữa các bạn, khó khăn các bạn. Ở đây chúng ta sẽ chọn menu style là list. Nên có ba bốn cái lựa chọn, tôi chọn là list. Rồi Advanced Parameter, Order Parameter. Các bạn nhớ là cái mục Expand Menu này các bạn chọn Z ha. Tức là cho lúc nào cũng cho nó hiển thị ra. Apply. Save this. Nó kiểm tra lại lần nữa ha. Ok. Là công việc đã sẵn xong hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ code vào trong cái mục cái file index.php. Thì ở đây là tôi đã có link sẵn rồi. Cái tên mặc định của Yamla đây. Tôi đã đưa nó vào đây, tôi đã chèn nó vào đây sẵn rồi. Tương tự như các bạn cũng chỉ việc bỏ vào trong cái file, trong cái thư mục, trong đây là cái tem, cái giao diện mặc định như online hay gì vậy. Trong cái giao diện của các bạn thì các bạn cũng chỉ việc bỏ vào trong cái CSS đây là file TPS dropdown menu, các bạn cũng link tới đây là các bạn ok. Cái phần link thế này thì tôi sẽ không giới thiệu nhiều như nên là được rồi.
Rồi tiếp theo nữa là chúng ta sẽ thêm cái file Java Grip, một cái đoạn Java Grip này các bạn sẽ chèn trong cái file index.php trong cái phần template của các bạn. Thì ở đây tôi không làm mất thời gian dài dòng nên tôi đã làm sẵn hết rồi, thì các bạn chỉ việc sử dụng thôi. Còn các bạn nghiên cứu thì các bạn lên Google các bạn tìm ra nghiên cứu, hoặc các bạn có vấn đề gì thắc mắc các bạn alo cho tôi ha. Thì tôi đã làm sẵn hết rồi, bây giờ chúng ta copy thôi. Tôi làm sẵn thì cũng không đúng nhưng mà tôi đã nghiên cứu hết rồi. Các bạn copy hết đi. Copy. Và các bạn bỏ vào phần header của website, từ bỏ chỗ này ha. Các bạn paste ở đây. Các bạn lưu lại. Sau khi làm xong tất cả các công đoạn, các bạn ra ngoài website và press. Thấy chưa? Nó không có màu mà nó màu 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 này nó không có đẹp lắm mà. Nhìn nó xấu quá. Đây, các bạn thấy chưa? Đây, nó đã có drop down menu đây, có một book hotel nó ra rồi. Vấn đề mà tôi cảm thấy nó bị lỗi ở đây là nó không có hover và nó không có ra đây đúng không? Bạn tùy chỉnh trong cái mục module manager đi. My other frames seven yes active button yes apply luôn đi test hover không ra most my menu on why so item yes applies. Ok. Thấy các bạn chọn cái đó là sẽ ra như thế này ha. Rồi ok, tôi chỉ nói đơn giản, tôi phải giới thiệu đơn giản thì file nó đã có sẵn và mọi thứ đã có sẵn thì các bạn chỉ đem lên chiên nấu và sử dụng thôi, chứ còn không có nói không có gì khó khăn. Còn nếu như cảm thấy khó khăn thì cứ comment phía dưới và tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết thêm. Ok thôi, cái bài drop down menu đối với Yamla thì tôi xin tạm dừng tại đây. Ok, bye bye, xin chào các bạn, hẹn các bạn gặp các bạn lại trong cái phần sau.